Tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Ả Rập Xê Út hôm qua đã có chuyến thăm hiếm hoi tới Iran và có cuộc thảo luận với người đồng cấp nước chủ nhà về quan hệ quốc phòng song phương, qua đó đánh dấu bước tiến mới trong quan hệ song phương kể từ khi hai nước khôi phục quan hệ hồi năm ngoái. Theo hãng tin IRNA của Iran, Tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Ả Rập Xê Út Fayyad al-Ruwaili đã có cuộc gặp với người đồng cấp Iran tướng Mohammed Bagheri tại trụ sở Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Iran ở thủ đô Tehran. Một trong những chủ đề thảo luận chính của cuộc gặp này là tăng cường ngoại giao quốc phòng và mở rộng hợp tác song phương. Đáng chú ý, Iran cũng bày tỏ mong muốn Hải quân Ả Rập Xê Út sẽ tham gia tập trận với Iran vào năm tới với tư cách là bên tham gia hoặc quan sát viên. Hồi tháng 3 năm 2023, Tehran và Riyadh đã nhất trí tái lập quan hệ ngoại giao thông qua vai trò trung gian của Trung Quốc vốn bị đình chỉ từ năm 2016, đe dọa tới sự ổn định và an ninh ở khu vực vùng Vịnh và góp phần làm tăng căng thẳng xung đột ở Trung Đông.